Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với tiết học trực tuyến môn giáo dục thể chất tuần 18, chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản, bài 3 chạy theo hướng thẳng. Trước khi bắt đầu tiết học, hãy cần các em lưu ý một số điều. Chuẩn bị trang phục gọn gàng. Chọn vị trí tập luyện rộng rãi, thoáng mát. Và tập trung nghe hướng dẫn, thực hiện yêu cầu của bài học. Mục tiêu yêu cầu của bài học. Hãy cần các bạn nắm rõ tên của các động tác, thực hiện được các tư thế động tác chạy phối hợp di chuyển và tự giác tập luyện các động tác. Bây giờ, các em và thầy cùng khởi động để bắt đầu bài học. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay khuỷu tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cổ tay cổ chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay gối, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép dọc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép ngang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gập duỗi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài học ngày hôm nay gồm có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, chạy theo hướng thẳng. Nội dung thứ hai, chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng. Nội dung thứ ba, đi kết hợp chạy theo hướng thẳng. Chúng ta qua nội dung thứ nhất, chạy theo hướng thẳng. Các em đứng sau vạch xuất phát để chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau. Thân người hơi ngã về trước, hai tay buông tự nhiên hoặc hơi co, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh, các em thực hiện động tác chạy theo hướng thẳng từ vạch xuất phát tới vạch đích. Khi chạy, hai tay đánh phối hợp với bước chân, tay nọ với chân kia. Trong quá trình chạy, chân không dẫm lên vạch kẽ, không chạy ra ngoài. Sau khi qua vạch đích thì giảm tốc độ để đứng lại. Các em nhìn thầy làm mẫu. Chúng ta qua nội dung tiếp theo của bài học. Chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng. Các em đứng sau vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau. Thân người hơi ngả về phía trước. Một tay cầm khăn, tay còn lại buông tự nhiên hoặc hơi co. Mắt nhìn về phía trước. Động tác thực hiện giống như động tác chạy theo hướng thẳng. Và các bạn nhớ, trong quá trình chạy,
chân không dẫm lên vạch kẻ, không chạy ra ngoài. Các em nhìn thầy thực hiện mẫu. Đi kết hợp chạy theo hướng thẳng. Các em đứng sau vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị, đứng chân trước chân sau, hai tay buông tự nhiên hoặc hơi co, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh, các em thực hiện động tác đi với tốc độ tăng dần. Khi đi đến vực mốc, các em sẽ chuyển sang chạy về đích. Sau khi chạy về đích thì các em giảm dần tốc độ để đứng lại. Các em nhìn thầy thực hiện. Chúng ta qua phần luyện tập. Hiện tại các em chưa tập trung học trực tiếp tại trường, nên giờ các em luyện tập cá nhân ở nhà. Và bây giờ các em vừa quan sát vừa tập lại các nội dung cùng thầy nhé. Chạy theo hướng thẳng. Chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng. Đi kết hợp chạy theo hướng thẳng. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các bạn trò chơi chiếm ô. Mục đích của trò chơi này là để nâng cao khả năng phản xạ, sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp trong hoạt động nhóm. Cách chơi, thầy sẽ chia lớp thành hai nhóm, xếp hàng hàng dọc sau vạch xuất phát. Mỗi nhóm sẽ có một rổ đựng khăn riêng khác màu nhau. Khi có hiệu lệnh, em đầu hàng lấy khăn tại rổ của nhóm mình, chạy lên và bỏ khăn của nhóm mình vào các vòng tròn thầy đã vẽ sẵn ở trên sân. Các em không được bỏ khăn vào các ô đã có khăn. Sau đó, chạy về chạm tay bạn tiếp theo để tiếp tục thực hiện trò chơi. Sau thời gian quy định, nhóm nào chiếm được nhiều ô hơn sẽ là nhóm chiến thắng. Sau khi thầy đã hướng dẫn và các em cùng tập luyện với thầy, thì bây giờ các em cho thầy biết hình này thể hiện động tác chạy nào. Câu trả lời là hình bên thể hiện động tác chạy có mang vật trên tay theo hướng thẳng. Các em nhớ cẩn thận quan sát xung quanh, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập của mình để đảm bảo an toàn cho tập luyện. Tập luyện thường xuyên các tư thế chạy theo hướng thẳng và nhớ hãy ôn lại các bài đã học. Bài học đến đây đã kết thúc. Thầy chúc các em tập luyện vui và hiệu quả. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp các em ở tiết học sau.